西厢吞定中咬粉，地刻谋面满当身。汉丽帝共有学问，域内跳梁粉有行人。南无本师Thích Ca Mâu Ni Phật。Chào mừng quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật được phát hình trên băng tần 57.8 của đài ABC TV và Galaxy 19 vào lúc 7 giờ tối hàng ngày. Chương trình ngày hôm nay được dẫn dắt bởi học nhân và diệu nguyện cùng với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý là Viện Chủ Chùa Điều Ngự và trụ trì Chùa Diệu Pháp. Chúng tôi mong rằng những lời giảng dạy của Thầy sẽ giúp quý vị có một đời sống tinh thần an lạc và thư thái. Chúng con xin kính chào Thầy. Kính chào Thầy. Đạo Phật xin kính chào cô Diệu Nguyện và cô học nhân. Kính chào chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình ABC. Dạ thưa Thầy, ngày mai là sẽ là một ngày lễ lớn của nước Mỹ, đó là ngày lễ cha. Vậy thì học nhân có câu hỏi nào về ngày lễ này không? Dạ thưa Thầy, nguồn gốc của lễ cha là gì? Cảm ơn cô học nhân. Thưa quý vị, có một số những cái tài liệu đã viết về cái nguồn gốc của ngày lễ cha, tức là Father Day, phải không ạ? Thì có một cái tài liệu mà họ nói rằng là vào ngày 6 tháng 12 năm 1907 ở tại Vesnia đã có 361 người đang khai thác hầm mỏ bị tai nạn và đã tử vong. Thì trong số 361 người đó có 250 người là những người cha trong gia đình, và có khoảng 1.000 người cô bị một cô cha. Do vậy mà bà Rose Gordon Platon, bà đã tổ chức một buổi lễ để mà vinh danh người cha, vinh danh cái sự hy sinh của người cha, cái ân đức của người cha. Và sau đó thì bà Sonora Smart Dort vào năm 2000, năm 1909 đã tiếp tục khởi xướng cái ngày lễ cha, khi mà bà chứng kiến cái ngày lễ mẹ. Rồi đến năm 1924 đó thì Tổng thống Corvin Coolidge, ông đã ký tên để ủng hộ cho cái ngày lễ này. Và đến năm 1966 thì Tổng thống Lyndon Johnson đã chính thức quy định cái ngày lễ cha, tức là cái ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6. Và năm 1972 thì Tổng thống Richard Nixon đã ban hành cái sắc lệnh và nó có hiệu lực trên toàn quốc Hoa Kỳ. Có nhiều tài liệu nói về cái nguồn gốc xuất xứ của cái ngày Father Day. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi chỉ tóm tắt một vài cái điều mà chúng tôi đã tìm hiểu. Thì lúc mà Tổng thống Johnson ký để mà công bố thì là ngày tuần Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6, phải không ạ? Đúng không?
Đó là cái câu trả lời cho cái câu hỏi của cô học nhau vừa nêu ra khi này. Dạ thưa thầy, vậy thì ở trong đạo Phật có những câu chuyện hoặc là những bài học hay là những bài kinh nào nói về tình cảm của người cha không thầy? Cảm ơn cô Diệu Nguyện. Ở trong đạo Phật thì có rất rất nhiều kinh, kinh tương ưng bộ, kinh kinh tạp bảo tạng, kinh hiếu tử, kinh hạnh phúc, kinh a hàm, nhiều bộ kinh lắm, như là kinh U Lan, kinh báo hiếu phụ mẫu, trọng ân, vân vân. Đức Phật đã nói đến rất là nhiều, trong đó có kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Tâm Địa Quán, nhiều lắm. Đức Phật nói về cái ân đức của người cha là một cái gì mình không thể dùng những cái từ ngữ bình thường để diễn tả một cách trọn vẹn. Ngài nói về cái bổn phận của người con đối với cha như thế nào, đối với mẹ ra làm sao, rồi cái bổn phận của cha mẹ đối với con cái phải như thế nào, chứ không phải là chỉ những người con có bổn phận trả hiếu cho cha cho mẹ của mình, mà cha mẹ phải làm thế nào để làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của những bậc sanh thành dưỡng dục. Nói chung á, rất rất là nhiều, nhiều kinh, kinh báo ân, kinh tăng chi, kinh đại bác niết bàn, vân vân, nhiều lắm. Rất là nhiều. Thưa thầy, vậy thì thầy có thể chọn một bài kinh hoặc là một câu chuyện nào đó mà thầy cảm thấy là nó nói rõ nhất về tình cha không thầy, để giảng giải cho quý khán thính giả? Có một cái cuốn kinh như là kinh Tương Ưng chẳng hạn. Thì Đức Phật dạy người nào muốn báo ơn rất rất là to lớn của cha mẹ, không có cái cách nào hơn, đó là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm, đó là kinh Đại Vân. Phát Bồ Đề Tâm, hai cô có biết là phát cái tâm như thế nào không? Phát Bồ Đề Tâm tức là phát tâm thành Phật để hóa độ chúng sinh. Bởi vì chẳng hạn như bây giờ cô Diệu Nguyện và cô Học Nhân cũng có thể cứu độ chúng sinh theo cái tâm nguyện của cô, nhưng mà cái khả năng rất là giới hạn, phải không? Chúng ta chỉ có cái khả năng vô hạn để cứu độ chúng sinh khi nào mà chúng ta thành Phật, khi nào chúng ta giác ngộ, trở thành một bậc toàn giác hay là đại giác như là Đức Phật. Thành thử ra mình muốn cứu độ tất cả muôn loài chúng sinh, mình phải phát tâm thành Phật, mà muốn thành Phật thì phải tu tập đến nơi đến chốn, rồi sau đó thành Phật rồi thì mình có thể thi thiết vô số phương tiện thiện xảo để mà hóa độ. Thành thử ra muốn đền đáp cái ân đức của cha mẹ thì phải phát Bồ Đề Tâm. Hai cô nghĩ là sao về cái lời dạy này? Dạ, con nghĩ là rất là đúng. Tại vì mình không thể cứu độ chúng sanh giống như là những người tu hành hay là Đức Phật được. Nhưng mà mình có thể phát tâm và hướng cái tâm đó của mình cho chúng sanh, trong đó bao gồm cả cha mẹ và những người thân. Cảm ơn. If I can speak in English, yes. I feel that we're constantly tested every day to do the right thing. Mm-hmm. So if we want to help everyone, and especially our parents, then we have to
exactly like Thầy explained, we have to work on creating our own Buddha nature. Because if we don't have that Buddha nature, then it can't sustain us when we, you know, encounter a challenge. Mm-hmm. Because those challenges will get harder and harder, mm-hmm. you know. Yeah. As our deeds become greater, then we're going to face these challenges that measure to those deeds. Mm-hmm. Right? Yeah. Yeah. Dạ, thì học nhân có những lời chia sẻ là khi mà mình sống trong cuộc sống này có rất là nhiều thử thách cái lòng tốt của mình. Và không có cách nào hơn là mình phải phát triển cái Phật tánh, bởi vì khi mình càng lớn, mình càng sống trên đời nhiều hơn á, thì những cái thử thách đó càng lớn. Nó thử thách cái đạo đức của mình và cái bản chất con người của mình. Cho nên là mình phải càng ngày càng phát triển Phật tánh của mình cao hơn nữa để đối diện với những khó khăn đó. Oh, quá tốt. Yeah. Great. Quá tốt. Dạ, học nhân nói rất là hay. À, hay lắm. Yeah, cảm ơn Đức Phật ở trong cái kinh mà Tâm Địa Quán đó, Ngài nói rằng là ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu mà mình không có đền đáp á, cố gắng đền đáp thì mình không phải là cái người con hiếu thảo. Rất nhiều cái kinh mà ví dụ như là kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy cha mẹ mà còn ở đời thì không khác nào như là Đức Phật còn tại thế. Nghe đặt cái địa vị của cha mẹ ngang hàng với địa vị của chư Phật, quan trọng vô cùng. Dạ. Yeah. Cảm ơn Thầy. Cảm ơn Thầy. Phần 1 của chương trình Sống Đời Sống Phật xin được khép lại tại đây. Kính mời quý vị theo dõi một vài phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại ngay. Xây tương thân